Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóa Ô Tô. Mình gần một tuần mới quay trở lại làm clip anh ạ. Từ hôm mà đi BD về thì với một số bận mới cả mình cũng mới thành lập cái kênh Văn Hóa VF3 này, cho dành một tí để quảng cáo anh em ạ. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình làm thì cũng về VF3 thôi, mà còn PR chút. Rồi mình mới lập cái kênh Văn Hóa VF3 này từ hôm mà đi nhà máy VinFast về anh em, từ mùng 10 tháng 6 ấy, mình không nhớ đâu, tức là khoảng tháng trước. Đó. Bây giờ là tháng mùng 8 tháng 7 rồi đúng không? Rồi mới lập kênh thì cũng có vài video cũng được anh ạ. Đó. Nhưng mà trên này thì mình không làm hoàn toàn video về VF3 mà mình làm cả xe điện nữa. Đây mình có hôm mà đi BD cũng quay được vài slot đây. Đó. Có những cái chương trình này là cái chương trình của Victor VinFast, họ gửi video cho họ để dựng content. Đó. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ về các cái trải nghiệm đi nhà máy VinFast trong này, và về ô tô điện đó, cả VinFast. Nói chung là gọi là VF3 thì tất nhiên là mình vẫn thích VF3, nên chủ đề kênh mình muốn nội dung hướng về VF3. Tất nhiên thì VF3 thì cũng chưa có nhiều video để làm mình ạ. Chủ yếu bây giờ các clip là clip lái xe trên đường bắt gặp thôi. Và thì bạn nào mà yêu thích VF3 thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh trên TikTok của mình nhé. Tất nhiên là mình up trên TikTok thì mình không up ngược lại YouTube được anh ạ, tại vì nó có chính sách nền tảng thôi. Thì nói qua một chút về VF3 đi, có 26 thư này. Thì một số thông tin về VF3 thì tháng đây có cái ảnh này. Thế chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng này. Và mình thấy cũng từ đợt cuối tháng 6 thì cũng đã có rất nhiều sale ảnh, cái chat ảnh cũng sale thôi, chứ nhà máy họ không bao giờ trả lời là hứa hẹn đâu. Mình trước mình đi nhà máy mình biết, mình hỏi rất nhiều nhân viên nhà máy, ông nào bảo chưa biết chính xác. Hỏi ông nào chưa biết chính xác. Sale thì sale, các ông mạnh mồm lắm, xe em đây, nhà em sản xuất được, tháng này giao. Và mình thấy trên các nhóm của VF3 thì có cái thông tin là cuối tháng 7 này là sẽ có xe VF3 lô đầu tiên giao, và giao cho các KOL, KOC, các reviewer cuối tháng 7 này. Muộn nhất thì là đầu tháng 8. Bây giờ là khoảng tuần đầu tiên mùng 8 tháng 7 rồi anh em, cũng còn giữa tháng 7 rồi. Thì hy vọng là khoảng 2 tuần nữa, cuối tháng 7 thì cứ cho cuối tháng 7 cho nhanh đi. Cuối tháng 7 này sẽ có lô VF3 đầu tiên giao, hoặc là muộn nhất đầu tháng 8. Còn anh chị em nào mà khách hàng thì yên tâm, trong năm nay sẽ giao hết 28.000 đơn đấy. Yên tâm, sợ. Sản xuất nhanh mà. Thực ra đợt này lâu thì họ còn căn chỉnh. Và cũng trong lần này thì có rất nhiều các cái video test của VF3. Những chiếc VF3 đã có biển tạm rồi, chạy ở thành phố Hải Phòng nha mọi người. Cũng có một số trước mình thấy chạy ở bên Vincom cơ, nhưng mà đa số là chạy ở Hải Phòng nha mọi người. Có biển T16. Thì mình sẽ trong clip này mình sẽ reaction cho mọi người chút về VF3 biển tạm nhá. Ok. Ngoài ra thì cũng có VF3 trong nhà máy thôi, nhưng mà mình thấy chủ yếu là đi ngoài đường là cái con VF3 màu đen này. Đây, con VF3 này là con VF3 có biển tạm cho mọi người. Đây mọi người, nó có cái vuông vuông được không? Là có biển tạm nữa. Rất nhiều ông bảo sao xe chưa đăng ký đăng kiểm gì mà đã phi ở ngoài đường nhá. Xe đã đăng kiểm rồi mọi người ạ. Đăng kiểm rồi và mới có biển tạm nha mọi người. Có hồ sơ đăng kiểm rồi. Biển tạm là họ lấy để test đi theo lịch trình thôi, tức là có khoảng thời gian người ta gọi là để lưu hành trên đường, người ta phải có biển tạm nha anh em, biển T đấy. Đó. Còn những cái trường hợp mà anh em đi ngoài đường thấy nhiều xe đi đăng ký là xe đi mất dạy nha anh em. Xe dán tờ đấy không có giá trị gì. Xe nó phải có số, đi chuyên hành nó phải có biển tạm là biển chữ T, ví dụ T29 cái gì đấy, những xe đầu kéo hoặc là xe họ chờ ra biển họ sẽ đi này, hoặc là những xe mà đi xuyên Việt đi du lịch xe thử nghiệm nhá, sẽ có biển tạm. Giải thích cho một số bác ai biết thì cứ nói này. Rồi xem cái clip VF3 này đi ở khu này là khu công nghiệp Đình Vũ thì phải, ở Hải Phòng mọi người, chắc là cũng gần nhà máy thôi. Thì ở đây có một anh quay được, anh này như là con E34 chứ phải, không biết phải không,
đang đi 81 km/h mà đuổi theo con VF3 này cũng phải đuối chơi với nhá này. Đuổi sáng nay luôn, 8 tháng 7 này, 7 giờ sáng này. Ui dồi, đuổi theo con VF3, ui con nó ui nó vượt cả xe tải kìa, ui dồi ôi, nó vượt cả xe tải. Khiếp. Nó đi kinh vãi trưởng luôn anh ạ, đi rất chiến nhá. VF3 màu, cái màu này thì không hẳn màu đen đâu anh ạ, nó là màu xanh thẫm nhá. Xanh thẫm, màu đen nó không hẳn màu đen đâu. Nhìn ngoài nó màu đen, thực ra là màu xanh thẫm ấy. Rồi đây. Con này là mình thấy rất nhiều ông cãi nhau, con này là con VF6 hay con VF34. Mình cứ đoán là VF34 đi, nhưng hình như nó là VF6 thì phải. Đấy, vượt băng băng chưa? Quá dữ luôn. Đây một chiếc clip nữa. Đây, xe có biển tạm rồi đấy mọi người. Để xem biển bao nhiêu nhá. T16 mình không đọc được anh em, mắt kém quá. T16 bao nhiêu? T16 26934. Đây, biển tạm đây. T16 26934. Đó, từ từ mình xếp luôn cái ảnh này tí, nó làm cái ảnh background luôn, đỡ phải. Đấy nhá. Đây, biển 15 này anh em này. Đàn container đây, xe ở Hải Phòng. Cái lộ trình này, lộ trình đi về nhà máy thôi. Đấy, biển tạm đây, nhìn rất rõ nhá. Đây, cũng còn anh chụp được. Đây, cái này còn rõ nữa đây. Tôi lên máy hình này thì là background. Đó, biển rõ chưa. Đấy, T162-6934. Ui, rõ như ban ngày. Đấy, VF3 ở mấy đường các mọi người ạ. Cái này quay ít quá. Đây, một chiếc clip nữa. Cái này thì rõ hơn này. Vẫn ở Hải Phòng nha anh em. Cái đoạn này như đoạn đầu sao, lúc ấy là 7h31 thì đây 7h30. Đấy, chiếc xe Hoàng Long hay sao. Cái xe như xe đi đoạn nhà máy của VinFast thì phải. Rồi, bắt đầu VF3 sẽ xuất hiện bên tay trái này. Chuẩn bị vọt lên này. 3, 2, 1, lên. Rồi, chiếc xe VF3 lang lao vút vút này. Rất hổ báo anh em. Đi không cả để container, xe khách kiểu như này. Vượt này, vượt container này, vượt container. Vượt container này, vượt tiếp con xe khách này. À, vượt này. Xe này đang đi 46 km/h nhá này. Này 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 này, úi dồi úi dồi. Vượt luôn vào con xe khách. Chiến không? Vượt luôn con xe khách. Ai à, ai à, ai à. Quá dữ luôn anh ạ. Nó lên 81 km/h rồi. Mình không rõ cái thông số ở trên cái 70 mai này nó có đúng không nhỉ. Nhưng mà chắc là đúng đấy. Vượt cả container, vượt cả xe khách đi rất hổ báo luôn nha anh em. Đây một con clip khác. Thì như con clip lúc đầu thì phải, đi hơi mờ. Đây con clip khác này xem nó đi thế nào. Ôi, con này mờ quá, khó nhìn quá anh ạ. Có một tí ấy. Rồi. Ngoài ra thì cái chiếc xe này ngày hôm kia thì người ta cũng đã gặp ngoài đường rồi đây. Đây là con đường phố như cũng ở Hải Phòng thì phải, mình cũng biết Hải Phòng hay đâu. Cũng có biển tạm đây. Chính là trước đấy thôi, nó chỉ không trước đấy thôi mà. Đấy, lại vọt qua, rất nhanh. Rất nhanh. Còn đây chính là cái trước đấy nó ở nhà máy thì phải. Đây cái trước đấy nó ở nhà máy đây. Gắn vậy. Đây là cái gì? Tắt nhạc ấy nhá. Bản quyền bản kiếc gì. À cái này là con VF3 PTO, con màu trắng. Con này thì không gì mới. Con này thì cái đợt mà cặp thì mọi người chắc cũng nhìn con này nhiều rồi. Biết về con này khá là nhiều. Đây trong nhà máy nhá mọi người. Đây trong nhà máy của VinFast luôn ở Hải Phòng. Rồi, mấy ông này chắc là mấy ông người của Vin. Rồi xem tiếp nha. Rồi lại chiếc 70 mai đấy. Cái chiếc này nó có vẻ rất duyên với cái chiếc VF3 thì phải, đi theo chắc để quay. Rồi đây thì rõ ràng là nhà máy Hải Phòng rồi. Mấy cái xanh đỏ này trước mình cũng quay rồi. Đây là cái xưởng gì đấy, mình không nhìn rõ lắm xưởng gì anh ạ. Hình như xưởng lắp ráp hay sao. Bộ kiểm soát chất lượng xe. Đây vẫn trong xưởng lắp ráp mọi người. Đấy, đổ về đấy. Một chiếc VF3. Chính là cái con đấy thôi. Anh nhà trẻ ông này nó làm gì nào. Rồi
ông lái VF3 ông đã đi ra mở cửa. Ông mặc áo đen, quần đen, đội mũ đen. Rồi bỏ xe đi đâu ấy. Lại quay lại. Lại quên chìa khóa hay sao. Ông quay lại này, ông lấy gì đây? Mở cốp à? Ông mở cửa bên tài, bên phụ. Lấy cái gì đấy? Lục ghế gì đấy, cái gì gì ấy. Đó. Đây chính là cái con VF3 đấy nhá mọi người. Xem có cái gì nữa không. Vẫn cái cảnh đấy thôi, cảnh đi vào nhà máy thì có gì đâu. Cái này được lan truyền trên mạng rất là nhiều nha mọi người. Rồi đó, nhà máy đấy. Xe này nó lùi thôi. Rồi. Và hình như là cũng đợt này thì BinFast thì họ cũng đang đại khái là giữa hơi. Trên cái sự kiện của VF3 thì họ cũng ra cái chương trình là VF5 là anh của VF3 gì đấy. Thì có... Thực ra cái chương trình này nó không phải là giữa hơi đâu mọi người. Theo mình được biết thì là đầu tháng 7 thì Vin họ có một cái kế hoạch, họ xây một cái nhà máy sơn mới, một cái xưởng quay sơn mới. Và theo mình được biết là cái xưởng đó thì sẽ sơn cho cả VF5 này và sơn cho cả VF3. Thì họ debug trước là họ sơn cho VF5 trước, những cái gọi là VF5 Plus ấy, nhưng trước cái màu theo cái bảng màu của VF3 thì phải. Và có hình như có cái sự kiện đã có cái con mà dán cái con cá mập này, VF5 cá mập này, nhưng mà mình buồn cười nhất là bên ông Ngô Linh, ông cũng chơi cái form cá mập. Cá mập này cười vãi, cũng là cá mập, nhưng mà cá mập này nhìn trông rất là hiền nhá, không như con VF5 nhìn hổ báo ấy. Rồi VF5 hổ báo, ok. Rồi và kết thúc video ngày hôm nay thì lại một cái chia sẻ vui vui thôi. Đó là về ông Vượng. Mình thấy có rất nhiều anh em chia sẻ bảo là VF3 nguyên mẫu thì lấy ý tưởng từ con Lada của Nga này. Đây lấy ý tưởng từ con Lada này. Nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có nhiều cái điểm của VF3, như là cái vành rất VF3 đúng không? Ba cửa này. Đấy, xe này nó chỉ có hai cửa, cũng gầm cao này, cũng cái cụm đèn xi nhan các thứ ở phía trước này. Đó cũng sẽ kiểu dáng cao này, nhưng mà cái xe này hình như là nó dùng nhíp thì phải, mình không biết được không, dùng nhíp ở sau hay sao chả biết được. Đây có cái thanh này thì không phải là nhíp không, cái này là treo độc lập sau là thanh dầm xoắn thì phải, không rõ lắm. Xe Lada này thì theo một số nguồn tin thì mọi người bảo là đợt trước khi ông Vượng ông khởi nghiệp ở bên Ukraine ấy, thì ông cũng đi trước Lada này và gắn bó với cái doanh nhân rất nhiều kỷ niệm, nên ông cũng mong muốn là những khởi nghiệp ở Việt Nam thì có thể bắt đầu với chiếc xe đầu tiên là chiếc VF3. Và cảm hứng của ông Vượng chả biết chia sẻ có đúng không, nhưng mà nhìn cái con này nhìn cũng giống VF3 anh ạ, giống. Rồi đó là một chút chia sẻ của mình, tóm tắt lại video ngày nay là chúng ta sẽ có là một cái lịch hứa hẹn là ra VF3 vào cuối tháng này, rồi muộn nhất là cuối tháng 8, đầu tháng 8 rồi. Và một số các hình ảnh VF3 biển tạm chạy trên đường, chạy băng phà và rất hổ báo, vượt xe khách các kiểu luôn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo. Và nhớ ủng hộ kênh Văn Hóng VF3 trên TikTok của mình nhá. Ok, xin chào và gặp lại.